Miền đất hứa là ca khúc kết hợp giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu từng được trình diễn lần đầu tiên trong quân cổ Vietnamese Concert. Ca khúc mang âm hưởng ngũ cung dân gian, sản xuất bởi d tap với phần rap được sáng tác và trình bày bởi Đen Vâu. MV mở ra cảnh tượng Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu chạm ngón tay vào nhau, hai đôi mắt giao nhau với nhiều lời tâm sự. Sau đó cả hai được dẫn ra một bãi cỏ trống với đám đông vây quanh dù chưa có sự khẳng định chắc chắn, song mọi người lập tức mường tượng đến hình ảnh một lễ cưới với cô dâu chú rể không ai khác ngoài Đen Vâu và Hoàng Tùy Linh. Nói về chủ đề xuyên suốt của MV, Hoàng Tùy Linh cho biết, Linh nghĩ rằng hữu hiện trong trái tim mỗi chúng ta luôn có một miền đất hứa, chỉ cần nhận ra yêu thương sẵn có bên trong, ta sẽ tìm thấy nó. Khi được sống trong tình yêu thương, được che chở bởi lòng tốt và vỗ về bằng sự kết nối, đó là một miền đất hứa hẹn cho những điều tuyệt vời giữa những tâm hồn ngập tràn trong mv là nhiều khung hình trừ tượng khá khó hiểu các vũ công thực hiện những vũ đạo mang nhiều ẩn ý có thể thấy hoàng thùy linh và đen vâu muốn hướng đến một mv đậm chất nghệ thuật với nhiều tầng bậc ý nghĩa khó có thể hiểu ngay trong lần đầu xem mv bối cảnh mv được thực hiện tại ba vì đó là miền đất hứa trong quan niệm của hoàng thùy linh một bãi cỏ xanh ngát như ước vọng về một miền đất thanh thang chủ phú màu trắng của lan hồ điệp đại diện cho sự tinh khiết một cảm giác của tĩnh tại hoa giã quỳ luôn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, thủy chung, sức sống bền bỉ với thời gian. Còn cúc họa mi lại như một mong cầu về sự may mắn và bình an, giản dị và tích cực. Những loại hoa này xuất hiện trong MV như một ẩn dụ về những sắc thái, những điều mong muốn tạo thành miền đất hứa. Không chỉ về mặt hình ảnh mà ngay ở trong câu hát, rất nhiều phân đoạn thể hiện sự tương tác cực kỳ gần gũi giữa Denver và Hoàng Thùy Linh. Khi Denver rap, em là người khiến anh luôn hao mòn tâm trí thì hoàng thùy linh lập tức đáp lại muốn tha anh về đây để làm của riêng từ khi anh tới lòng thấy vui lên nắng của trời tiếng của người gần bên nhau làm em thấy vui muốn theo chân người đi khắp nơi từ khi anh tới lòng thấy vui lên Nói về sự xuất hiện của Đen Vâu trong MV, Hoàng Thùy Linh cho biết, Hoàng Thùy Linh và Đen may mắn và tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam, được dung dưỡng bởi những giá trị nhân văn trong truyền thống đẹp đẽ của người Việt. Đối với Linh hay Đen, quê hương Việt Nam chính là một miền đất hứa. Đó là nơi mà tất cả chúng ta sẽ luôn hòa bình, yêu thương vô điều kiện như một miền đất hứa trong những ngày xanh ngát.